Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay mình đang chiên loại chả giò đây mọi người ơi. Mình mới chiên qua một lớp, bây giờ là chiên lần thứ hai cho nó giòn ấy. May hôm bữa mình không có bỏ tôm vào mọi người, tại vì là chị Linh Dư chị không có ăn được tôm, không ăn được hải sản. Thế là mình chỉ cuốn với lại trứng với lại thịt thôi. Đó. Nay khai hồ ăn nha cái gì rồi. Đây là mới một lớp chiên thôi mọi người ạ, một lần chiên thôi, bây giờ mình sẽ chiên lại lần thứ hai cho nó nóng giòn lên, xong rồi là đợi chị xuống là nhà mình ăn trưa luôn nhé. Buồn quá mọi người ạ, cái bánh tráng này chiên thì nó vàng đấy, thế nhưng mà nó không được giòn tan như là cái loại lần trước mình mua. Cái này nó hơi dẻo dẻo ấy mọi người, chán thế. Phải nó phải giòn tan ăn nó mới ngon chứ. Anh Quyết Xanh ăn thì anh cứ bảo là cái này ngon mà anh thích ăn cái vị này hơn. Không biết là ông động viên mình hay là ông khen thật nữa, không biết nữa. Ăn thì vị rất là ổn rồi, thế nhưng mà nó không được giòn lắm mọi người này. Mọi người thấy không? Nó cũng giòn đi chứ mà nó không được giòn à. Nghe thì nó cũng giòn đấy. Nó nhưng mà nó không được giòn tan. Mình cũng nhúng giấm là tùm lum đủ kiểu cả đấy, thế mà nó cũng không giòn. Mua lộn cái bánh tráng, cái loại bánh tráng cuốn rồi. Đây mọi người ơi, nhìn thì cũng khá là hấp dẫn. It's done. Ready. Wow. Yum. It looks delicious. I'm so disappointed about myself. I choose the wrong one. It looks awesome. I bet it's gonna taste delicious. Yep. Okay, I will get the fish sauce. The pants, I got that hidden chin. Oh. Nerd. Thanks. This is very spicy, Lindsay. Are you ready for some spicy sauce? Yes, I was born ready. Look at how chilly and yum. Thank you. You can eat spicy, right? Mm-hmm. Yum yum. Mmm. Daddy. Thank you. Kobe, you ready to eat, big bud? Daddy, you sit here, right? Yep. Or over there. I'll sit there. So I cook it for 2 hours long. Oh wow. What else in it? Fish sauce? Fish sauce and pineapple and sugar. And then I cook for two hours. So that, you know, it's more like a thicker texture, tastes better. Yum. Yep. Alright. Do you put this and this in the bowl? Yeah. And then we, you know, pour the sauce on it. Oh, yes. Yeah. But I will cut it. Oh, pretty crunchy. Yeah. More than I expected. Did you say happy birthday? You say apple? Oh, not too bad, babe. Not too bad. Yeah, I will just leave it right here and then you just grab it from here. Okay. Mm. Oh, maybe I... Closer. So the crunchiness. Ooh. You're pretty hot. You're pretty hot. Okay. Đó, mọi người thấy chị ăn chuyên nghiệp chưa? Bởi vì là chị đã từng ăn ở Việt Nam rồi mọi người. Hôm nay mình chỉ làm lại cái món này thôi. Anh Quyết thì anh ấy thích ăn cái kiểu mà cuốn với rau á, xong rồi là chấm. Còn đâu chị nói là ăn cái kiểu đó mới đúng hả? Thì chị mình nói là không, cái này thì mình ăn kiểu gì mình thích ăn như sao thì cũng được thôi. Mình thì mình thích kiểu như là bỏ hết vào tô một lượt, xong rồi là mình trộn nó lại với nhau. Chị cầm đũa không có giỏi lắm. Lindsay, here's a fork for you. You still want to try with the what do you want, chopstick? I think we'll see how I do. I can't wait to see how you eat it. Huh? What do you think? Love that sauce. Mục Quyết là thích ăn nước mắm nè, nước mắm ngon lắm. Cơ Vi ơi, Cơ Vi ăn đi, vừa ăn vừa hát cái gì á?
Hả? Are you singing? Đây này, ở Việt Nam thì chị hay ăn cái kiểu này này. Thì mình cũng hay trộn vào giống như là bún chả Hà Nội vậy đó. Biết thế thì mình hôm nay làm bún chả thôi. What's that? I said the sauce smells delicious. Chị đi du lịch nhiều nên là chị ăn được tất cả các món, thử tất cả các món luôn. Alright, I'm just gonna dig on in. Yeah. Em, you should eat. I know. I'm just want to see Lindsay's reaction. You like it? Mm-hmm. Really? Really? I'm telling you, this is what I order every time I go to a Vietnamese restaurant, is this dish. Really? Yep, and I always love the sauce. That sauce is really good. I tried to make it once, and mine didn't turn out that good. Yeah, if you like, you know, pour straight from the bottle, then it's pretty salty, and you know, like you have to mix with some sugar and some lime and or lemon and garlic and chili, Thai chili. But now, you know, I learned a new technique. They put like the pineapple on it. So did you try the spring roll yet? Mm-hmm. It's chewy or it's chewy? Crunchy. So this is the way I do it. Like I'll just make like a little lettuce wrap. Yeah, I don't know. You taught me that though, right? Yeah. Taught me how to do that. I know you like wrapping things. Yeah. Đó, anh Chris là thích ăn cái kiểu này này. Ok, mời mọi người ăn trưa với lại tụi mình nha mọi người nha. Xong rồi hôm nay, hoạt động hôm nay là có rất là nhiều thứ vui vui. Tí nữa mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Kobe ăn không? Kobe ăn chả giò, mẹ cho Kobe mấy à? Ăn không? What's that, Kobe? Không sai à? Giận mẹ gì vậy? À nãy giờ mẹ không chơi với Kobe hả? Nãy giờ mẹ chiên chả giò đó, mẹ sợ Kobe bị bỏng quá, biết không? Để đây cho Kobe. Nó dỗi đấy. Nó giận mẹ nó nãy giờ mà nó giận ra, nó đòi chơi với mẹ mà mẹ không chơi với nó. Vì mẹ đang chiên, mẹ sợ Kobe bị bỏng không biết không. Ui trời ơi, giòn thế nhỉ. Có nóng đâu. Xạo quá. That's good. I'm happy to see you guys eating good. Kobe. You have to eat the whole thing. The whole plate? Yeah. The whole plate. I guess if you say so. We got this. Yeah. Are you sure, baby? Yep. Yeah. Easy. Easy for Didi. Vừa chiên xong cái ăn liền nó vẫn còn giòn đó mọi người. Nhưng mà cái bánh này mình nghĩ là để lâu á là nó sẽ bị dẻo á. Nó sẽ bị dai dai á mọi người. Kobe ơi. Mọi người có thể nghe thấy nó giòn không? Cắt cái nó giòn. Đó. À, Bella. E-I-O. Both. You want another noodle? E-I-O. No chưa? Nó ăn hết cái bánh mì rồi đúng không? Hả? À, itchy hả? Ngứa. Nó bảo nói itchy là ngứa đấy. Itch. Itch. Ngứa. Ừ, thế này. Làm sao ngứa? À, nãy giờ động một cái gì chua chua mặn đúng không? Eczema đấy. Nó bị eczema đấy cô chú. Đây là nó cứ có cái gì nó mẩn lên là nó... Mẹ cho cô đi xuống chơi nha. I'm so excited that you made this. This is seriously my favorite Vietnamese meal that I... Yeah, like I asked Chris what Lindsay may like, you know, because I can make a few that I'm, you know, confident about myself making. Oops. It because I make it a lot of times. But then Chris said that maybe you should make this. Me and Marcus both, this is what he always orders too. He usually orders it with pork and egg roll. Oh, really? And I'll order it with sometimes just the egg roll or chicken and egg roll. That's when you eat in California? Probably not. Very happy? Very happy.
I should take a picture of this to make Marcus jealous. Right. That sauce, though, can you taste the pineapple in there a little bit? Mm-hmm. I like that. Just a little subtle flavor. That's what I think I noticed the most about Vietnam when I was there was how the food, like, it's pretty good about combining flavors. Like, they're kind of a combination expert. Like, what flavors mix well with what? Just a little bit of, you know, a little bit of sweet with just a little bit of sour. Mm-hmm. A dash of salt. We're pretty much like hammer. Mm-hmm. Here in the U.S., it's like, want some salt? Wham, there's a lot of salt. Tons of salt. Yeah. I'm gonna get my camera and take a picture. This is okay. Yeah. Sucker. You'll be jealous. What is a typical breakfast in Vietnam consist of? Vietnamese sandwich. Bánh mì. Bánh mì, yes. That's breakfast. Yes. Okay. They have so many type of sandwich though, like with the meat inside, no hams, like in the U.S. Or roof pork or fish. Yeah, so many types. I get like a grilled pork with an egg. You know, that's pretty good. Mm-hmm. Or egg, yeah. For breakfast, you know. Or sticky rice. Sao? Yo. Có biết mẹ đang ăn mà. Mẹ đang ăn mà có biết ăn không? Con biết có ăn không? Con đi chơi cho mẹ ăn chứ. Hả? Con ngủ rồi hả? Con đi. Được chưa? Được. Béo là cái nào? Thầy. Béo là? Béo là ôi. Isabella bilingual? Yes. She's... Yeah, I'm doing still my food. She knows one language. And that's... I don't care what you say. I'm gonna take it. Bella, get down. Bella, get down. Not a chance for you, Bella. How much does it cost to bring a dog overseas? Shit, it can be really expensive. Like, we were looking at prices, it was like $10,000 when I was living here in the U.S. Well, I think you can do it yourself if you got a dog that's like your dog, for example, is a small dog. Your feet, you know. You don't have to do anything special. Do you have to, like... Yeah, like vaccine on the vaccine truck or... She has a little passport like human. And crave for her, like, have to be meet all the requirements of airline requirements. And with Bella, last time we said we are like, but she's not, you know, fully developed yet. So it's just like $1,500. Because you feel like I'm eating healthy. Fresh and healthy. Mm-hmm. Oh, I don't need that many noodles. Or do I? À, nhà mình mới ăn xong ấy mọi người ơi. Cho mọi người coi này. Nè, một cái đĩa chả giò đầy, một đĩa bún đầy này. Đó,
ăn càng nhiều đây này. Kiểu mình cảm thấy rất là vui á khi mà mình đã mất rất là nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn này, rồi là mình nấu nướng này, và cái công sức của mình được đền đáp á, giống như là mọi người ăn rất là ngon miệng. Chị Ê với lại anh Chris ăn rất là ngon miệng thì mình cũng cảm thấy rất là vui ấy, kiểu như cảm thấy có động lực để nấu nướng hơn, rồi là chuẩn bị nhiều món ngon hơn ấy mọi người. Đó thì có bia lên gì đâu, lên gì, lên gì, bia lên gì, lên gì đâu rồi, lên gì đâu, Where's Lindsay? Kelby. Em có biết em hay gọi chị Lindsay là Nana, tại vì là chắc là thấy cái tóc màu tóc giống nhau ấy mọi người. Kelby ơi. Where's Lindsay? Look. Lindsay đâu rồi? Lindsay đâu? Boom! Now you have to hide. Bella, get down. Okay, thôi tạm biệt các cô các chú nha.